Em ơi, xin chào tất cả cô chú anh chị hoa lan nha. Mời tất cả cô chú anh chị mình cùng ngắm hoa lan cách ly da nở tại vườn nha em nha. Thì hôm nay mời anh chị mình cùng ngắm những bông cát màu vàng ha. Thì hôm nay có cây thạc sĩ Gonu 2 và Mr. Gen đó, cùng nhau khoe sắc đua nhau rất là đẹp luôn ha. Rồi mời anh chị mình cùng ngắm cây thạc sĩ Gonu 2 trước ha. Thì cây này hiện tại thì vườn em chỉ còn có một ít cây để trồng chơi thôi, nên cũng không còn không có hàng để chia sẻ. Thì chậu thì trồng thuần vườn như thế này đó, hoa thuần nở rất là đẹp luôn ha. Đó, màu vàng phun hoa rất là đẹp, màu vàng tuyền luôn ha. Đó, cho anh chị ngắm cận cảnh cái hoa của nó rất là đẹp ha. Đó, phun hoa màu sắc có nắng lên thì nó rất là mê. Thì anh chị mình chơi lan cách ly da, anh chị mình trồng cây thuần vườn ổn định thì hoa nó sẽ nở to đẹp và cái màu sắc của nó lên sẽ căng chỉnh đẹp hơn ha. Thì khi cây mình mới về vườn á thì nó còn chưa quen thích khí hậu nè, rồi cây yếu nè, rồi cây nó chưa có thuần á thì cây nó sẽ bông màu sắc nó sẽ nhạt hơn, hoa sẽ nhỏ hơn. Cho nên là anh chị mình cứ chăm chơi từ từ, khi cây đã thuần quen trồng 1 năm thì sang năm thứ 2 thì cây nó thuần ổn định rồi, hoa lần 2 lần 3 nó sẽ rất là đẹp luôn ha. Đó, cây cực kỳ đẹp. Đó, mình chơi cách ly da mình thấy nó rất là nhiều cây, rất là xuất sắc, rất là đẹp luôn. Rồi, đây là Mr. Gen ha. Thì đây, chậu này là 4 bông. Đó, chậu bên đây 3 bông. Rồi 2 bông, 1 bông. Đó, ship đều một hàng luôn ha. Đó, thì đây, chậu 5 bông cho anh chị mình xem nè. Đó, cây lực khỏe thì nó sẽ cho bông rất là đẹp, rất là đều luôn. Mr. Gen thì được cái là nó vòi hoa, anh chị coi cái cuốn hoa của nó nè. Đó, cái cuốn hoa của nó rất là dài cho nên là cái nó có sức nó đẩy lực lên, nên là cái vòi hoa cao như thế này thì hoa nó sẽ nhiều hoa ha. Và hoa khuôn hoa rất là to, nó nở nhiều như vậy mà khuôn hoa rất là to luôn anh chị mình. À, tia cánh nè, lưỡi nè, hai con mắt nè. Rất là đẹp luôn ha. Đó, anh chị mình thấy cách lớn mình nở lần 4 bông. Quá là xuất sắc, quá là đỉnh luôn ha. Này anh chị mình mà trồng ở chậu to mà đi hai hướng ba hướng mình đó mà trổ cùng một lúc thôi phải nhìn rất là mê. Đó, còn đây là cái chậu ba bông ha. Đó, em nó ngửa mặt lên trời luôn. Đó, ba bông nè, ba bông cũng không thua kém gì ha, rất là đẹp luôn. Đó, ba bông thôi nhìn rất là xuất sắc khuôn. Đó, khuôn hoa rất là đẹp luôn. Đó, chậu còn đây chậu hai bông. Đó, hai bông cũng không thua kém gì ha, rất là đẹp. Đó, nó nở một lần anh chị mình trồng mà khỏe lực ổn định là phải 4 bông, không thì 2 bông thì nhìn rất là xuất sắc. Nó còn 1 bông nè, 1 bông thì khuôn hoa sẽ to. Đó, nhìn nó to. Rất là đẹp ha, cây này thân lá rất là đẹp. Thân lá to đẹp rất là xuất sắc luôn. Đó, Mr. Gen và thạc sĩ Gonu 2 ha. Đó, anh chị thấy cũng là màu vàng. Nhưng mà mỗi cây, mỗi màu, mỗi cái màu sắc nó kết hợp với nhau rất là hài hòa ha. Đó, rất là mê luôn, có nắng lên nhìn rực rỡ vô cùng. Ở đây là những chậu tác phẩm to ở vườn nhà em. Em trồng để anh chị mình xem, mình thấy mẫu được nở thực tế, mình thấy nó rất là mê. Rồi, chúc anh chị mình một buổi trưa ngắm hoa thật là vui vẻ. Em xin chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị mình ạ. Mình yêu thích dòng lan cách ly da thì mình nhớ đăng ký kênh YouTube Hoa Lan Cách Ly Da để ủng hộ em nha. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan ạ.